Xin chào mọi người cắm hoa với mình nhé. Có ăn được không? Ừ. Ủa, phải ăn răng gì? Ăn hết đi lên nó sẽ luôn nè. Ngon chưa? Ăn cái dở này, cái lạnh để cho mẹ oanh ăn cái dở này. Rồi. Ăn mau này đi hoặc. Cứ đi hoặc hết lượt rồi đây. Còn cái ăn kìa. Mua 5.000 bốn cái. Không cần một cái ăn dĩa hơn là mình dám này. Mình dám bắt cầm. Bắt cầm. Ăn được mà. Tao không ăn hơn cái chưa được đến cái dưới đó. Cái chỗ đó. Ừ. Ngon à? Ăn cái dưới bánh xèo là ngon rồi. Ăn à, ăn cái này gì gái. Đang bác Quyên không lên nhà con Hoa đáp mà mai nhỉ? Đáp bà cũng không lên, biếu rồi. Ăn ăn tuyến rồi. Không may thì nhận về nhà mà may nhỉ. Phạt nhỉ, nhà cứ kêu là không có việc gì mà. Mà buổi chiều bóng bóng đi đánh bóng đều đấy. Con nó phải có sức khỏe mới đánh được bóng chứ. Đánh bóng nhọt lắm chứ, tưởng không nhọt. Yên thấy thằng
nhiều mà cũng 30 người thôi mà. 30 người chắc may máy ở mua chứ thì như trên nhà bán có 7 cái máy rồi. Không lên đứa mà may nhỉ? Ừ. Thì ăn thiêu sản phẩm à? Mình không thích thì mà, ta không thích thì là ở nhà không có việc gì mà được kiếm tiền. Chỉ việc đưa tin may đó thì nhận tiền may là đơn giản mà. Và nó chờ hết việc ở hết bệnh rồi. Bệnh hiện tạm thời là. Cái này nuôi như trẻ đã đi đánh bóng được thì may thì có là cái gì đúng không? Sao ngon? Đúng chưa? Nên đang chửi miệng. Để mất quá hơn cái bánh nói gì cả chú. Còn 11 giờ mới đi ngủ. Dạ không ngủ chứ là ngủ không ngủ. Quá chưa đi nằm ngủ rồi chứ. Nhưng mà lại nằm im đó chứ xong. Nhà ngồi nhà tắm hoa chứ xong cứ thay cửa đi cửa lại. Lên mắt ra một cháu cháu này. Anh thì ngủ từ lúc mô đúng tay áo lại. Quên hơi. Nó hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.